Xin kính chào quý vị khán giả, kính chào bà con đang theo dõi chương trình của công ty thuốc thú y Big Box. Hôm nay, tôi đang có mặt tại phòng làm việc của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh, giảng viên cao cấp khoa thú y Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đồng thời là cố vấn kỹ thuật của công ty thuốc thú y Big Box. Dạ, em chào thầy ạ. Em thưa thầy, trong thời gian vừa qua thì công ty thuốc thú y Big Box nhận được rất là nhiều những cái phản hồi tích cực của bà con về cái chuỗi chia sẻ bệnh trên vật nuôi của thầy ạ. Và bà con rất là đón chờ những cái buổi chia sẻ tiếp theo của thầy ạ. Và cùng với đó thì công ty thuốc thú y Big Box cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi của bà con về việc là làm thế nào để điều trị bệnh tai xanh trên lợn. Và không chỉ riêng bà con mà cũng như là anh chị em thị trường cũng rất là mong muốn thầy sẽ chia sẻ một cái phác đồ điều trị bệnh hiệu quả và đã được thử nghiệm ạ. Em mong thầy chia sẻ cho bà con cũng như là anh chị em ạ. Vâng, xin cảm ơn lời giới thiệu của vị MC thuộc công ty thuốc thú y Big Box. Xin kính chào bà con. Có lẽ để trả lời câu hỏi của bà con chăn nuôi lợn quan tâm đến vấn đề bệnh tai xanh cũng như là phương pháp cái phác đồ điều trị bệnh tai xanh. Trước khi giới thiệu một cái phác đồ điều trị mà chúng tôi đã có thử nghiệm có kết quả thì tôi xin phép bà con được giới thiệu một số thông tin chung về bệnh tai xanh, hay người ta còn gọi là hội chứng rối loạn sinh sản và hấp ở lợn. Thứ nhất thì thưa bà con, cái bệnh này nó có từ đâu? Bệnh này được phát hiện từ bao giờ? Thưa mấy bà con, là bệnh này được ghi nhận đầu tiên ở Mỹ vào năm 1900, từ những năm 1987. Và sau 10 năm thì năm 1997, bệnh được phát hiện ở Việt Nam trên đàn lợn nhập từ Mỹ. Bệnh đã từng gây ra những tổn thất nghiêm trọng và gây thiệt hại lớn về kinh tế cho ngành chăn nuôi ở nước ta trong hơn 14 năm qua. Và thời gian gần đây, bệnh vẫn tiếp tục lưu hành và gây nhiều thiệt hại cho người chăn nuôi. Bệnh thì gặp trên tất cả các lứa tuổi của lợn và mọi thời gian trong năm. Về nguyên nhân gây bệnh thì nguyên nhân gây bệnh là gì? Nguyên nhân gây bệnh là bệnh do một virus. Virus ngay còn gọi là siêu vi trùng gây ra. Và đặc điểm của cái virus này là nó có thể ký sinh nhân lên ở trong đại thực bào, sau đó phá hủy đại thực bào, giết chết đại thực bào. Đại thực bào là gì? Đại thực bào chính là một cái tế bào bạch cầu, tế bào máu. Bình thường thì đại thực bào có thể tiêu diệt là cả vi khuẩn, virus khi xâm nhập vào cơ thể. Và nó coi như một cái đội ngũ bảo vệ, một cái hàng rào bảo vệ cho cơ thể. Và muốn bảo vệ được cơ thể vững chắc thì nó phải có đảm bảo một số lượng đại thực bào và chất lượng đại thực bào. Nhưng khi đại thực bào đã bị giết chết thì ngay lập tức sẽ giảm chức năng của hệ thống bảo vệ cơ thể. Từ đó các vi khuẩn kế phát có điều kiện phát triển tăng cường và số lượng và độc lực gây bệnh. Nói tóm lại đây, tôi muốn nói rằng cái con virus tai xanh này nó phá hủy cái hệ thống bảo vệ của cơ thể, tức là nó giết chết thực bào làm cho sức đề kháng cơ thể giảm sút xuống. Mà ngay lập tức những cái vi khuẩn gây phát nó có điều kiện tăng cường phát triển về số lượng và độc lực gây bệnh. Và có thể nói rằng là cái gây ra cái tỷ lệ tử vong của cái lợn khi mắc tai xanh, chủ yếu ngoài cái tác động cho cỏ virus ra thì chủ yếu là do tác động của các vi khuẩn kế phát. Về hình ảnh mà nó phá hủy đại thực bào, nếu các bạn có quan tâm, các người chăn nuôi và các bạn ở thị trường có quan tâm đến nó phá hủy ra làm sao, thì chúng ta có thể tham khảo trên cái clip của công ty thuốc thú y Big Box để các bác có thể thấy rõ hình tượng, hình ảnh của virus tai xanh phá hủy đại thực bào. Về đường lây truyền thì bệnh tai xanh này có thể lây truyền rất nhiều con đường, từ đó do tiếp xúc trực tiếp qua thức ăn, nước uống, qua dụng cụ mang bệnh. Virus có thể trong tinh dịch, có thể được phân tán thông qua thụ tinh nhân tạo cũng như vận chuyển tinh dịch. Đặc biệt là lợn mẹ mang trùng thì virus có thể lây nhiễm cho bào thai ở giai đoạn kỳ giữa trở đi, và virus cũng được bài xuất qua nước bọt và sữa. Ngoài ra nó còn lây truyền qua các dung gian, như là lây truyền qua kim tiêm bị ô nhiễm trong quá trình điều trị hoặc trong quá trình tiêm phòng, hoặc lây truyền qua khâu vận chuyển. Và đặc biệt ở đây, vì người ta có các công trình khoa học đã chứng minh được rằng virus tai xanh này có thể đi xa tới 3 km
có thể phát tán nhờ một loài chim hoang dã. Đây là một cái đặc điểm chúng ta chú ý. Nên nhiều nước là tại sao mà trong một cái trại nuôi không nuôi an toàn sinh học, không liên quan, không có người tham quan, không có coi một cánh đồng mà vẫn có thể bị mắc bệnh. Đấy là người ta đề cập đến cái việc lây lan qua một số loài chim hoang dã. Sau đây tôi xin trình bày cái nội dung thứ hai về triệu chứng lâm sàng của cái bệnh này. Và tôi cũng xin nhắc lại nhiều lần tôi nói triệu chứng là cái gì. Triệu chứng tức là cái bật ra bên ngoài của con vật bệnh mà mắt chúng ta nhìn thấy, tay ta sở thấy, tai ta nghe thấy, thậm chí mũi ta ngửi thấy. Thì đặc biệt cái triệu chứng, cái biểu hiện trên lâm sàng của lợn bị tai xanh là có biểu hiện lợn sốt cao, sốt từ 40 đến 41 độ C, và lợn rất là lờ mệt mỏi hay nằm, da phát ban đỏ ở mõm, ở tai, ở bụng, đặc biệt là phần rìa tai rất tím tái, thậm chí có lúc nó chuyển thành màu tai xanh, nên người ta gọi là bệnh là tai xanh. Lợn ngồi thở như chó ngồi, người ta gọi là thở bụng. Bởi vì lúc này tại sao? Bởi vì là vì virus đã tác động vào vùng phổi làm cho cái thử thể thể ngực nó hạn chế đi, và chính vì thế con lợn nó thở thở bụng. Và lợn rất dễ đột quỵ và chết do trụy hô hấp. Và tôi xin nhắc lại để xác định lợn 44 độ C, thưa bà con, là bà con đôi lúc chúng ta không cần phải là dùng cái nhiệt độ chúng ta đo trực tràng nữa, mà chúng ta đo bằng tay. Nhiều lần tôi cũng giới thiệu các bà con bằng mấy phương pháp xác định xem lợn nó có sốt không, là chúng ta sờ bằng tay. Thưa bà con, chúng ta sờ bằng mu bàn tay, cũng như ta sờ đến chán, bởi vì mu bàn tay là cái da mỏng, nó rất tiếp xúc với này, nhiệt độ nó rất dễ có phản ứng mà chúng ta nhận thấy được. Còn cái lòng bàn tay này, lòng bàn tay chúng ta dày, chúng ta sờ nhiều thứ rồi nên nó dày nên nó khó phát hiện. Nếu chúng ta sờ vào lòng bàn tay ấy, mu bàn tay ấy, mà chúng ta thấy chỉ hơi ấm ấm như sờ vào chán ta bình thường thì nhiệt độ đấy là nhiệt độ bình thường khoảng 37 độ C. Nhưng khi chúng ta nóng thì thấy cái nhiệt độ mà nóng vừa đến giữa lòng bàn tay, nóng giữa lòng bàn tay thì đấy là nhiệt độ khoảng 39-40 độ C. Nhưng mà nếu chúng ta thấy nhiệt phát ra nóng ra thông qua cả bàn tay thì đấy là nhiệt độ từng 40-41 độ C đấy. Thì bà con chú ý, để giới thiệu bà con để chúng ta nhớ là chúng ta có thể biết con lợn nó sốt, chúng ta sờ vào gốc tai. Đấy thì về triệu chứng lâm sàng của tất cả các loại bệnh là như thế. Mà nếu bà trên nó bầm tím ở tai, bầm tím ở vùng ở da chân sau, nếu các bạn muốn quan sát kỹ và để tìm thì các bạn có thể tham khảo trên cái clip của công ty thuốc thú y BigBot. Đặc biệt ở lợn nái thì lợn ngoài cái chuyện sốt 40-41 độ C thì lợn nái có xuất hiện lở loét ở trên da, sổ mũi, chảy máu mũi, một số con tai chuyển xanh trong thời gian ngắn, tím tai và đặc biệt tím bầm hộ. Cái bộ phận sinh dục ngoài nó tím bảng, có con như vậy rồi. Mà khi mà chúng ta thấy sai tím và tím xanh ở tai rồi, với lại tím âm hộ, cơ quan sinh dục mà chúng ta nhìn thấy bên ngoài thì chắc chắn đây là bệnh tai xanh. Và một cái đặc trưng mà cái triệu chứng biểu hiện ở lợn nái, đó là lợn nái chữa thì sảy thai, đẻ non, thai chết niu, thai gỗ hàng loạt. Và riêng chúng tôi muốn nhấn mạnh đặc điểm của con virus này là nó gây sảy thai cho lợn nái ở giai đoạn chữa kỳ 2, tức là đã thành hình rồi đấy, tức là trên 2 tháng 3 tháng ấy, hoàn toàn thành hình con lợn rồi. Và đây là một cái gây thiệt hại rất lớn cho những người chăn nuôi lợn nái. Bởi vì tiêu chí của người chăn nuôi hiệu quả kinh tế là khi chăn nuôi lợn nái phải đẻ được ra con. Mà đẻ được con mà chúng ta muốn nuôi được con lợn nái, chúng ta rất tốn kém rất nhiều thức ăn, công lao chăm sóc vân vân. Khi nó chữa đến kỳ 2, tức là chữa ngoài 2 tháng, gần 3 tháng ra đi, thì lúc đó nó sảy thai hàng loạt. Thưa mấy bà con đấy, và đây cũng là một cái tiêu chí là khi muốn chăn nuôi trong chăn nuôi lợn nái sinh sản thì việc phòng chống cái bệnh tai xanh đó là một điều kiện tiên quyết, điều kiện có tính chất quyết định. Còn trong khi đối với lợn con thì lợn con đẻ ra yếu ớt, tỷ lệ tử vong rất cao, có thể lên đến 7-8%. Riêng lợn nái trong thời gian giai đoạn nuôi con thì thường biếng ăn, lười uống nước, viêm tử cung, viêm vú, mất sữa. Nếu bệnh kéo dài thì có tế phát các vi khuẩn gây bệnh dẫn đến tử vong. Và những cái hình ảnh mà chúng tôi thu nhập được có thể được đăng tải trên cái clip của công ty thuốc thú y BigBot. Nếu các bạn quan tâm, các bạn muốn nhìn thì các bạn tham khảo, thì chúng ta có thể truy cập vào cái
cái trang của thuốc thú y Big Boss để chúng ta thấy những hình ảnh đó. Và đối với lợn đực giống, đặc biệt đối với lợn giống khi bị tác động bị bệnh tai xanh thì những con đực giống thì thường bỏ ăn, sốt cao, đờ đẫn, viêm dịch hoàn và giảm hưng phấn, mất tinh dục, tính hàng đi, mà lượng tinh dịch bị ít, và đặc biệt là số lượng tinh trùng có trong tinh dục giảm sút rất nhanh và số lượng vi khuẩn có trong tinh dịch tăng cao. Và đây cũng là một cái khâu chúng ta chú ý, một trong những cái khâu mà đối với tinh dịch trong công tác thụ tinh, đặc biệt là thụ tinh nhân tạo và vận chuyển tinh dịch, nếu cái khâu kiểm tra kiểm soát không tốt thì đây là một nguồn lây lan rất lớn. Vì hôm nay buổi sáng lấy tinh từ một con lợn đực, nếu không được kiểm soát mà con ấy bị mắc bệnh tai xanh, trong tinh dịch có chứa virus, thì một lần lấy tinh dịch của con lợn đực có thể thụ tinh nhiều lần và vận chuyển đi nhiều nơi cho nhiều con cái, và đây là một yếu tố lây lan đáng chú ý. Về lợn con theo mẹ thì lợn có hiện tượng viêm phổi nặng cộng với tiêu chảy, ủ rũ, bỏ ăn, gầy, thở dốc, lông xù, chân cong, viêm kết mạc mắt và yếu dần rồi dẫn chết, và tỷ lệ chết nếu mắc bệnh này có thể đến 100%. Ở lợn con theo mẹ thì chúng ta thấy cái tiêu chí của nó là chúng ta thấy là nó thở dốc, biểu hiện viêm phổi nặng và tỷ lệ chết rất cao. Về bệnh tích là gì? Bệnh tích là khi con lợn nó bị mắc bệnh tai xanh mà mổ ra, chúng ta quan sát thì chúng ta thấy không có cái bệnh trưng là đặc trưng là việc của tai xanh cả, và nó là tổng hợp của tất cả các loại bệnh. Và vì sao nên thế thì xin bà con chốc tôi sẽ có dịp trả lời câu hỏi cho tôi giới thiệu cái nguyên nhân của bệnh này. Và bệnh tích thường thấy nhất là chúng ta thấy bệnh bị viêm phổi hoại tử, các thùy của phổi bị bệnh bị chắc lại, và người ta gọi là hiện tượng nhục hóa là hiện tượng thấy phổi nó đạp lại, bình thường nó xốp để nó chứa không khí nhưng nó đạp lại như thịt, nhục là thịt mà đạp lại như thịt, và chính vì cái đạp lại đấy làm cho diện tích phổi bị thu hẹp và nó không thở được lên, nó bị suy hô hấp và chết chẳng như vậy. Và mới đầu khi vậy thì nó cái phổi nó bị viêm như đau như thế, nên con lợn nó bị có cái triệu chứng là ngồi thở thế bụng, ngồi như chó ngồi là thế đấy. Và trong phế nang khi mổ ra thì có chứa đầy các dịch viêm. Riêng lợn nái thì bị viêm xuất huyết ở toàn bộ cơ quan sinh dục, đặc biệt là tử cung và âm đạo. Và chúng tôi có thu nhận được tất cả những cái hình ảnh đặc trưng của cái bệnh tai xanh đăng trên clip của cái công ty thuốc thú y Big Boss. Các bạn có thể tham khảo, có thể quan sát khi truy cập vào cái trang thuốc thú y Big Boss. Nói về bệnh này thì bây giờ thì để cái nguyên tắc phòng bệnh của nó là như thế nào? Để phòng bệnh này thì hiện nay người ta khuyến cáo là thực hiện phương thức chăn nuôi an toàn sinh học, không giữ lợn con trong trại nhiễm bệnh làm giống, lợn hậu bị, lợn giống hoặc tinh dịch phải mua ở nơi từ trại không nhiễm bệnh, và định kỳ vệ sinh chuồng trại, phun thuốc sát trùng, rắc bụi vào xung quanh chuồng trại và nuôi đi. Và một cái điều nữa là chúng ta phải tiêm vaccine. Hiện nay thường đưa bà con là vaccine, có nhiều loại vaccine, bây giờ thường là cái vaccine nhược độc. Nhưng mà cũng một điều chú ý là không phải một cái vaccine khi tiêm bệnh tai xanh là phòng được 100% đưa bệnh tai xanh. Vì hiện nay cho đến giờ các công trình nghiên cứu nó chỉ ra có nhiều chủng gây những cái bệnh này. Do đó cũng giải thích một câu là tại cũng thưa bà con, nhiều lúc tiêm tai xanh rồi, tiêm phòng bệnh tai xanh rồi và lợn mắc tai xanh, đấy là nguyên nhân tại đây là như vậy đấy. Về điều trị cái bệnh này thì hiện nay chưa có loại thuốc điều trị đặc biệt đối với bệnh này, vì đây là bệnh do virus gây ra, các kháng sinh thì không có tác dụng đối với virus. Nguyên lý của điều trị bệnh tai xanh cho đến nay thì người ta đưa ra cái nguyên lý chung là như thế này. Thứ nhất là nâng cao sức đề kháng, trợ sức trợ lực, giải độc và điều trị kịp thời cho các bệnh khế phát. Cụ thể cần thực hiện các bước sau. Thứ nhất là tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Hai là bổ sung kịp thời nước và chất điện giải. Thứ ba là dùng kháng sinh hoạt phổ rộng. Đấy là nguyên lý điều trị như vậy. Và trên cơ sở chúng tôi vừa giới thiệu một số thông tin về bệnh tai xanh,
Và đấy là cơ sở để chúng tôi đi vào giải thích, chúng tôi sẽ giới thiệu với bà con chăn nuôi về một cái phác đồ điều trị bệnh tai xanh mà chúng tôi đã thử nghiệm. Thì thưa bà con là chúng tôi công ty thuốc thú y Big Boss đã thử nghiệm điều trị bệnh tai xanh ở lợn theo nguyên lý sau. Thứ nhất là cũng là nâng cao sức đề kháng, trợ sức trợ lực giải độc cho con vật và điều trị kịp thời các bệnh gây phát. Cụ thể chúng tôi thực hiện các bước sau: thứ nhất là tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, trợ sức trợ lực và giải độc cơ thể. Thưa bà con, chúng tôi xin giới thiệu một cái phác đồ và các sản phẩm của công ty thuốc thú y Big Boss mà chúng tôi đã điều trị có kết quả. Bước thứ nhất, chúng tôi dùng dipyrone 50% với liều 1 ml cho 15 đến 20 kg thể trạng, tiêm 3 ngày một lần, tiêm ngay liền liền. Đây là một cái tức là tăng cường sức đề kháng và giảm sốt cấp tốc. Thứ hai là chúng tôi dùng thuốc giải độc gan thận cấp, chúng tôi pha vào với cái liều 5g trên 1 lít nước cho uống liên tục suốt trong thời gian điều trị. Hai cái sản phẩm này của công thức thuốc thú y Big Boss có tác dụng đảm bảo được cái nguyên lý đầu tiên, tức là tăng cường sức đề kháng cho nó, tăng cường đời sống cho nó. Và nguyên lý điều trị, thưa quý bà con, là nguyên lý điều trị bệnh virus cho đến giờ khẳng định rằng muốn điều trị cho bệnh cho virus gây ra là trước mắt phải nâng cao sức đề kháng của cơ thể lên, sau đó mình mới dùng đến cái thuốc đặc trị để điều trị các tiêu diệt các vi khuẩn gây phát. Thì hai cái sản phẩm dipyrone và đổi đón gan thận cấp của công ty thuốc tiêu mà chúng tôi thử là nhằm mục đích là tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, đồng thời giảm trợ sức trợ lực giải độc cho cơ thể. Bước thứ ba, và cái sản phẩm đầu tiên là cái sản phẩm dipyrone ấy thì có liều như vậy, còn cái sản phẩm mà giải độc gan thận cấp tốc thì chúng ta có thể dùng với cái liều dùng là chúng ta pha vào nước uống. Nếu trong thời gian điều trị chúng ta có thể pha đến 2 đến 4 g đến 5 g trên 1 lít nước, chúng ta cho ăn liên tục trong thời gian điều trị. Và một cái sản phẩm tiếp theo mà để cái nguyên tắc thứ ba là chúng tôi dùng kháng sinh hoặc phổ rộng để tiêu diệt các vi khuẩn. Thứ nhất là xin giới thiệu bà con chúng tôi dùng cái sản phẩm xếp mắc 1 ml cho 15 kg thể trạng, tiêm bóc ngày một lần và tiêm 5 ngày lần. Riêng heo lái và heo đẻ nuôi con thì chúng tôi khuyến cáo chúng ta nên dùng amoxicillin 200 và chống viêm hết đau, thành phần chính là ketoprofen với mục đích để an toàn cho thai, với liều dùng là 1 ml trên 15 đến 20 kg thể trạng, tiêm gấp ngày một lần và tiêm cũng 5 ngày liền. Trên cái phương án như vậy, ngoài điều trị nguyên lý như vậy thì chúng tôi thấy rằng thì cái phác đồ điều trị của mà chúng tôi thử nghiệm với các sản phẩm của công ty thuốc thú y Big Boss đã đạt được hiệu quả khá cao, và đây là một cái phác đồ để cho bà con tham khảo và ứng dụng, và chúng tôi cũng mong muốn và chúng tôi khẳng định rằng cái phác đồ này điều trị là có kết quả, và chúng tôi cũng muốn là giới thiệu với bà con chăn nuôi, và chúng tôi mong nhận được tất cả những thông tin về kết quả và ứng dụng cái phác đồ điều trị của chúng tôi giới thiệu vừa rồi. Ngoài ra thì chúng tôi cũng muốn thưa bà con là trong thời gian điều trị ấy thì chúng ta phải ngoài cái tác dụng, ngoài cái việc điều trị ra thì chúng ta phải chú ý đến cái khâu tiêu độc khử trùng. Và đây trên đây thì chúng tôi cũng giới thiệu với các bà con là có những cái thuốc sử dụng thuốc tiêu độc khử trùng không độc và kết quả cao, đó là một là chúng ta có thể dùng nano bạc sát trùng của công ty thuốc tiêu Big Boss, và cái thứ hai là có thể sử dụng đệ nhất sát trùng của nano bạc sát trùng của công ty Big Boss với cái hướng dẫn và cách sử dụng đã được in rõ ràng, rất rõ ràng cụ thể ở trên mác của loại thuốc. Xin mong muốn bà con chúng ta ứng dụng được cái phác đồ điều trị cũng như cái phòng chống được bệnh tai xanh. Xin cảm ơn bà con. Dạ, em xin cảm ơn những cái chia sẻ rất là hữu ích của thầy ạ. Đó, ngoài ra thì bà con cũng còn một cái câu hỏi cũng mong muốn là thầy giải đáp ạ. Đó chính là trong thực tế ạ, thì bà con chăn nuôi khi mà cho biết là khi mà lợn mắc cái bệnh
tai xanh ở lợn như này mà dùng kháng sinh thì cái tỷ lệ chết nó tăng rất là cao ạ. Thì không biết là lý do làm sao ạ, mong muốn là thầy giải đáp ạ. Vâng, cảm ơn câu hỏi này, một câu hỏi rất là hay. Và tôi xin giới thiệu bà con như thế này. Đấy, chính vì chưa để cơ sở chảy giải thích với bà con và trả lời câu hỏi này, chúng ta quan niệm như thế này này. Bệnh do virus gây ra, nói chung gây ra bởi virus tai xanh nói riêng ấy, thì hiện nay chưa có một cái thuốc, chưa có cái kháng sinh nào mà tiêu diệt được nó. Bởi vì virus chúng ta hiểu là virus đó nó khác với con vi khuẩn này, tức là virus nó sống ở trong nội bào, sống ở trong nội bào tức là trong tế bào, nếu nó không sống ở ngoài tế bào. Và hiện nay các phân tử hoặc các loại kháng sinh thì không thể để chui qua được vào trong để tiêu diệt virus. Mà khi mà mắc bệnh cho virus rồi thì ngoại của virus, độc tố của virus tiết ra làm cho đầu độc cơ thể, làm cho sức đề kháng có thể làm sút suất. Mà đặc biệt trong bệnh tai xanh này thì con virus đấy nó lại sống trong đại thực bào, nó phát triển đại thực bào, nó phá vỡ đại thực bào và nó nhân lên và rất nhanh, trong một thời gian rất ngắn nó làm cho số lượng đại thực bào giảm xuống, giảm xuống rất là xuống một còn giảm xuống rất nhanh và sức đề kháng nó giảm xuống. Và sau khi sức đề kháng giảm xuống thì ngay lập tức tất cả các vi khuẩn, tất cả các loại vi khuẩn có thể là đóng dấu tổ huyết trùng rồi lepto rồi vân vân, nhân cái cơ hội sức đề kháng của cơ thể giảm sút thì chúng nó tăng cường phát triển, tăng cường phát triển về số lượng và độc lực gây bệnh. Thế thì khi cái sức đề kháng của cơ thể đã giảm sút rồi, bởi vì độc tố của vi khuẩn rồi, mà chúng ta dùng ngay kháng sinh vào, kháng sinh liều cao vào, kháng sinh phổ rộng vào để tiêu diệt hàng loạt vi khuẩn, thì lại một lúc vi khuẩn bị tiêu diệt đấy thì lại một lượng độc tố lớn nữa được giải phóng ra. Hai cái đó cộng với nhau làm cho suy kiệt sức lực của cơ thể con lợn, và chính vì đấy dẫn đến tỷ lệ chết của con lợn rất cao. Nên nhiều người đã nói rằng nếu để nguyên thì nó chết từ từ, chết ít, nhưng nếu tiêm kháng sinh vào ngay thì có thể dẫn đến tỷ lệ chết rất cao. Đấy là cái cơ sở của nó. Chính vì thế nguyên lý mà chúng tôi đưa ra nguyên lý điều trị bệnh tai xanh của lợn là đầu tiên phải tăng cường sức đề kháng, bổ sung kịp thời nước và chất điện giải và tăng cường giải cho sức cho độc, giải độc cho cơ thể, sau đó mới dùng kháng sinh. Xin cảm ơn bà con câu hỏi của bà con. Dạ vâng, em xin cảm ơn câu trả lời của thầy ạ. Và vừa mới đây em cũng có nhận được một câu hỏi là tại sao là lợn mắc bệnh tai xanh thì lại có các triệu chứng bệnh tích của nhiều bệnh như là bệnh tụ huyết trùng, lepto và phó thương hàn ạ, hay là đóng dấu lợn ạ? Vâng, thì tôi xin trả lời câu hỏi như thế này, cũng như tôi vừa giới thiệu đấy, bởi vì cái con virus nó vì là con virus virus tai xanh này nó phá hủy đại thực bào, làm cho đại thực bào bị giảm xuống một cách nhanh chóng, thì lúc đấy sức đề kháng có thể giảm sút rất nhanh, trong y như ta ví như một cái đất nước rất là giàu có nhưng mà lực lượng quân đội rất mỏng, hoặc là ta nói một cách thông thường trong dân gian như một cái kho chứa đầy đường sữa, chứa đầy tất cả những đất của cải, nhưng mà người còn bảo vệ rất yếu, thậm chí không còn cả bảo vệ nữa, thì ngay lập tức là người ta nói là kẻ trộm không nói được. Người ta ví như là tất cả các vi khuẩn khác rình rực bên ngoài nhân đà này nó ào vào xâm nhập vào cơ thể, và khi sức đề kháng kém thì nó tăng cường nhân lên, nó phát triển về số lượng và động lực mà nó gây ra bệnh, và không một cái bệnh nào mà rất nhiều là người bệnh nên do. Và cái thứ hai nữa, khi cái mắc bệnh này nó làm suy giảm hệ thống miễn dịch đi, chính vì thế khi mắc bệnh tai xanh thì ở con lợn xuất hiện rất triệu chứng, gọi là triệu chứng tổng hợp của rất nhiều bệnh, nào là tím tai, tím mõm, giống như là dịch tả, giống như là phó thương hàn, xong rồi đỏ sông huyết, xuất huyết tụ máu, giống như là đóng dấu. Mà thậm chí nếu con lợn sảy thai ra thì có một cái triệu chứng của papovirus lại chống, có những con giống như của lepto như vậy. Và đặc biệt khi bệnh tích mà mổ ra thì lúc đấy nó là không có bệnh tích nào đặc trưng của tai xanh cả, mà nó là có bệnh tích tổng hợp, có rất nhiều loại bệnh. Ví dụ như phổi thì có viêm phổi tùy giống như trong tụ trùng, ruột thì có xuất huyết, thậm chí van hồi manh tràng có những cái nốt loét giống như là có dịch tả. Đấy, chính vì vậy để giải thích câu hỏi nó là như vậy. Nói tóm lại là khi mắc bệnh tai xanh thì chính vì nó làm giảm sức đề kháng của cơ thể, làm cho tất cả đồng loạt cái tập đoàn các loại vi khuẩn cũng nói chung
và cũng như kể cả virus nó xâm nhập và nó gây nên. Khi con lợn nó triệu chứng như vậy, nó là triệu chứng tổng hợp của rất nhiều bệnh, cũng như bệnh tích của tất cả các loại bệnh này như vậy. Xin cảm ơn bà con về câu hỏi vừa qua. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn thầy với những cái chia sẻ rất là hữu ích của thầy ạ. Chúc thầy có một luôn có một sức khỏe thật tốt để đồng hành cùng Big Boss mang giá trị lại đến cho người chăn nuôi ạ. Em xin cảm ơn thầy ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn và cũng xin cảm ơn bà con. Và chúng tôi cũng mong muốn nhận được những cái phản hồi của bà con trong về những cái chia sẻ trong cái công tác phòng và trị bệnh cho vật nuôi nói chung và bệnh tai xanh nói riêng ở lợn. Và mọi cái thông tin đấy, mọi cái sự phản hồi của bà con có thể gửi, cũng xin mời bà con gửi về địa chỉ của công ty thuốc thú y Big Boss, và chúng tôi sẵn sàng đáp ứng lại những cái yêu cầu của bà con trong việc phòng và trị bệnh cho vật nuôi, và cũng mong muốn là bà con sẽ ứng dụng những cái và sử dụng cũng như là ứng dụng các phác đồ của công ty thuốc thú y Big Boss, và chúc bà con vui khỏe và chăn nuôi thu được hiệu quả kinh tế cao. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn thầy ạ.